về với quê hương Chi Lăng hôm nay, trong hoài niệm và niềm tự hào về truyền thống oai hùng của cha ông, chúng ta lại càng phấn khởi và tự hào hơn khi được hòa trong niềm vui chung về những thành tựu trên mọi lĩnh vực mà đảng bộ nhân dân các dân tộc thị trấn Chi Lăng đã đoàn kết phấn đấu không ngừng vượt qua mọi khó khăn thách thức để giành được trong những năm vừa qua. Về Chi Lăng